BMW 450C bãi xịn của Trung Quốc, bào đôi kết hợp với đôi EV Bát 50 chiếc lê tan đã tạo lên một tác phẩm âm thanh cực kỳ là huyền bí, sâu sắc và chất lượng cao. Tiếng bass cực sâu, ấm mạnh, chiếc quá sáng, dòng thanh nhẹ tan biến không xoay lòa, không gắt gỏng. Tiếng chiếc tan biến nhẹ rơi đi vào lòng người, thẩm thấu lòng người. Đây là bộ hát mà anh Nguyễn đã combo những chất tinh hoa nhất của nhân loại để tạo nên một tác phẩm âm thanh vừa nghe nhạc hay vừa hát ca tuyệt vời. Đêm đêm người mùi hương mùi hoa sữa nhà đàn hương nồng thơm tình ai đậm đà đây nó gọi tên nhà nàng cánh gần đêm gian hoa xứ quanh vườn nhìn sang tròn nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi DBX-26L. Thiết bị thứ hai là một chiếc idol nổi tiếng. Thiết bị thứ ba là một chiếc mic Mỹ BT-600 cực chuẩn, tôi đồng ca, ấm áp, bay bổng, không bị chói lòa, không gắt, không đục, trong vắt như pha lê. Thiết bị thứ tư đó là một chiếc lọc DBX-231. Thiết bị thứ năm là một chiếc băng số Shiso S510. Thiết bị thứ sáu là cục đẩy CA Sound CA4900, cục đẩy công nghệ mới nhất là công nghệ Crash nhập khẩu nguyên khối trước. Ghép hai đôi loa BMW 450C đôi loa EV30 đèn đến bóng mờ nhạt nhòa hơi
đang tâm tư. Đi vào vì vàng đường tình không chung lối, mang nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng em ho, dù em giấc mộng vừa to tình tham môi hồng. Đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mai bước theo ông chồng. Em sang ngang rồi trôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ sầu thắm ướt đôi mi. Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối, thương yêu không tròn thôi giá tự ý em ơi. Người về đến xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, mở môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau. Nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương. Cảm ơn ca sĩ Sinh Nguyễn với ca khúc hết sức tuyệt vời. Bây giờ em sẽ thử một đoạn nhạc Brezzo để tiếp cái bộ karaoke này, cũng như khả năng nghe nhạc cực kỳ xuất sắc và hoàn hảo. Anh ấy có hai khả năng để làm một bộ hát vừa nghe nhạc hay và vừa hát cực tốt luôn. Nếu ai có công ty từ anh Nguyễn, công ty Audio anh Nguyễn xin giọng kính chào đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay buổi trưa thứ hai của ngày 21 tháng 5 năm 2018 là một buổi trưa mùa hạ. Tất cả những tia nắng hồng đã phát huy hết được khả năng của mình. Hồng rực rỡ, cháy rực rỡ và nóng cũng rực rỡ. Thế anh Nguyễn tiếp tục được test bộ âm thanh có thể nói là huyền thoại, đẳng cấp, chuyên nghiệp, đẹp mắt, phong độ, phong lưu, rồi là phong thủy. Thì bộ ghép này anh Nguyễn ghép các thiết bị sau. Thiết bị nhất đó là một chiếc máy nén DBX 266XL. Thiết bị thứ hai đó là một chiếc Idol View nổi tiếng của Việt Nam. Thiết bị thứ ba là một chiếc mic Mỹ BT600. Đây gọi là dòng mic có thể nói đàn anh trong cái dòng mic. Thiết bị thứ tư đó là một chiếc lọc DBX 2231 gọi là gấu. Thiết bị thứ 5 đó là một chiếc vang Shiso OS510. Chiếc vang này anh Nguyễn gọi là dòng họ quý tộc, nó có khả năng xử lý đường nhạc cực tốt, có thể luồn lách được vào toàn bộ những điểm yếu của những chiếc loa để nâng lên những giải tần hay nhất, sáng giá nhất, ngọt ngào nhất, êm dịu nhất, uy lực nhất, mềm mại nhất để đưa ra một tác phẩm âm thanh để đời, đáng để chơi.
Và nhiệm vụ thứ hai của chiếc vang số chỉ số này đó là xử lý đường mic cực kỳ là trong trẻo, hút mic, bay mic, phiêu mic, ấm mic và giúp người hát cải thiện giọng hát cực kỳ tuyệt vời. Dì vật nó thì cực là hay, dì vật sâu, echo tốt, giữa dì vật, echo và tiếng nhạc nó hòa trộn vào nhau như là một tác phẩm nghệ thuật của ngành âm thanh. Thì chiếc vang số Shiso OS510 này đáng để chơi và đáng để nghe. Thứ nhất, bề ngoài rất là đẹp, mặt gương đen bóng liễm và có 4 phím tắt để lấy cái chế độ khác nhau, và mỗi phím này có thể tăng giảm echo, delay, mic, nhạc theo ý của mình. Tiếp tục, thiết bị tiếp theo thứ 6 đó là cục đẩy CA sao CA4900. Thì cục đẩy này là cục đẩy mới tinh, nhập khẩu nguyên thùng, nguyên hộp, nguyên khối từ nước ngoài, do trực tiếp công ty CA sao độc quyền và phân phối. Thì cục đẩy này có đặc điểm mới, thứ nhất là nó chạy công nghệ CRAS, chạy đèn MOSFET, cho nên tiếng nó cực phiêu, cực thoát và cực mạnh, và công suất quá khỏe luôn. Mỗi một kênh ra là 900W trên một kênh, tổng cộng 4 kênh là 3600W trên 4 kênh nếu đánh nội trở 5 ohm, còn nội trở đánh 4 ohm là 1400W, tức là gọi khủng long bạo tàn trong ngành âm thanh. Khủng long theo một nghĩa rất yêu thương, sức mạnh, du dương, huyền bí có. Và là hai Nguyễn ghép hai đơn loa có thương hiệu lớn, của những ông lớn. Thứ nhất là của BRV, bãi xịn của Trung Quốc, đây là một ông lớn trong ngành ca hát. Và đôi loa BRV này đã chiếm giữ rất nhiều cái trái tim, và rất nhiều người phải công nhận BRV là một dòng loa cực hay. Tiếng tép nó ấm cực kỳ luôn, giòn tan tan biến không gắt gảo, tiếng trống cực sâu và ấm mềm. Có thể là khi mà các bác được sở hữu BRV cần mở ra cái là tim các bác đã rung tít rồi đấy, mà da thịt ngấm nó ngấm người ta nó say sưa. Và ghép vào đôi loa EV Bass 30 chiếc kẻ titan gần dầu lụa, thì dòng này 30 như thùng lớn 50, tiếng sống nó cực sâu chắc khỏe. Hai đôi này ghép vào nhau nó tạo lên một cái hình xin rất là đẹp, nó không bị gấp âm thanh, ta gọi là gãy âm thanh trong ngành âm thanh. Nếu những người đổ chuyên môn sẽ nghe tiếng gãy âm thanh, tức là trung bát, trung chéc, nhưng mà trung thì nó lại trung vừa, trung thấp, trung cao, tức là lối với nhau trong cái giải, nó không bị gấp khúc, giống như là một cái đường S xì, nó không bị gấp ngay, không bị gãy ngay. Đấy, thì Hành Nguyễn đã mạnh dạn đưa những thiết bị âm thanh hàng đầu thế giới và Việt Nam kết hợp lên xây dựng lên. Thì bộ hát này Hành Nguyễn sẽ làm cho hai chức năng, một là để hát karaoke, thứ hai là để nghe nhạc hết sức xuất sắc, có thể đánh giá. Mà em đi ghép nhiều, có những dòng loa tay loay 5 Ecophase ghép vào để nghe nhạc vàng, Hành Nguyễn dám thi đấu với dòng này, mà còn nhiều các bác có còn phải công nhận những dàn hát Hành Nguyễn ghép là quá hay. Bởi vì làm sao, âm thanh hiện đại nó khác âm thanh cổ xưa. Âm thanh cổ xưa nó là một cái hoài niệm, nó nghe những dòng mộc, nhạc mộc đấy, nhạc mộc, tức là có những gần như là nhà xuất mặc định thì như nào thì âm thanh sẽ ra như vậy. Thứ hai là linh kiện thì thời điểm đó nó đã quá lạc hậu. Thứ nhất là cái tuổi thọ linh kiện không còn cao. Thứ hai là những đồ đấy là công nghệ thấp đi đấy. Các bác ví dụ, các bác cái này em ví dụ công nghệ, nói về công nghệ, những thiết bị TV ngày xưa CRT để xem phim TV, nó sang tinh hệ lỏng, bắt đầu người ta ứng dụng có mạng thì nó vẫn chậm. Đến bây giờ những thông minh thông TV như Sony bây giờ đấy, hoặc là Samsung, thì nó gần như nó không gọi là TV rồi đấy, nó không gọi là TV nữa, nó coi như là một cái thiết bị, nó là tổng hợp đấy. Thì các thiết bị mới bây giờ cũng vậy, người ta sẽ nâng cấp, sửa đổi những cái độ méo của pháp tuyến, rồi ù của âm thanh, độ vỡ của tiếng trống, thì người ta xử lý công nghệ mới bây giờ. Bộ hát này anh sẽ ghép cho bác Đỗ Văn Mười, có địa chỉ là Xuân Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Thì bác ấy qua nghiên cứu của nhà bác ấy là một ông chủ cây xăng rất lớn Thanh Hóa. Thì bác ấy nghiên cứu, bác ấy rất tin tưởng vào công thi tử Anh Nguyễn, cộng với những trải nghiệm Anh Nguyễn, bác ấy đã đặt niềm tin và đặt cho mình bộ hát karaoke chuyên nghiệp này. Thì bộ hát này Anh Nguyễn đã làm xong và test âm. Thì các bác có nhu cầu về các bộ hát gia đình, phòng hát chuyên nghiệp, sự kiện, mua lẻ, hay liên hệ với Anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 1140. Anh Nguyễn đã trực tiếp kết hợp với phó thầy Nguyễn thẩm âm thế âm. Bọn em có một đôi tai nghe cực tốt trong quá trình xử lý mic và xử lý giọng ca. Một ngày bọn em nếu mà đua bằng
bằng kg thì một ngày bọn em nghe 1 tấn âm thanh, 1 tấn âm thanh một ngày nào cũng vậy. Cho nên là cái khả năng nghe chi tiết và tìm những cái vết của đề tần khi mà ghép vào không phù hợp với loa, bọn em sẽ cắt bỏ, cố gắng cắt bỏ đấy. Cho nên là cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm cộng với kiến thức, cái độ, cái tư duy, có cái tư duy, thời gian anh Nguyễn có cái tư duy rất tốt, không là có một trí tuệ cũng là rất tốt, cho nên là có khả năng và xử lý tình huống cũng như là cái vận dụng các tình huống xảy ra rất là tốt. Cho nên là các bác an tâm về các bộ hát anh Nguyễn ghép, các bác cứ gọi anh Nguyễn là sẽ được, chăm chăm sẽ được. Anh Nguyễn dám khẳng định một điều chắc chắn, loa gì anh Nguyễn làm được đấy. Bây giờ em sẽ test âm và cũng như là để hát ca, em mời các bác cùng nghe nhé.